Xin chào tất cả các bạn đến với online với chương trình học tự học Okan Kaibo cho người mới bắt đầu. Rồi các bạn sẽ mở qua bài tiếp theo là bài Ren Ren Go Away. Đó. Bài này thì các bạn sẽ học chỉ có hai dòng thôi. Các bạn sẽ được học với điệu nhạc disco, nhạc rất là vui nhộn. Rồi các bạn đọc nốt ha. Son mi son son mi son son mi. Rồi bây giờ có một nốt gì đây các bạn ha? Son thì lên tiếp sau cao hơn nốt sau một chút là nốt la. Đó. La nha các bạn ha. Son son mi la son son mi. Fa fa re re fa fa re. Son fa mi re mi do do. Son mi son son mi. Son son mi la. Đó các bạn nhớ la son son mi. Fa fa re re fa fa re son fa mi re mi do do. Đó. Bài này rất là quen thuộc với các chương trình thiếu nhi á các bạn ạ, chương trình thiếu nhi hay nghe bài này lắm ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vạch nhịp, mình sẽ vạch nhịp mẫu hàng trên, còn hàng dưới các bạn tự vạch ha. Son nốt đen thì một vạch, hai nốt đơn một vạch đây ha, tương tự. Son hai nốt đơn. Hai nốt đơn một vạch, nhịp ở đâu các bạn vạch ở đó ha. Đó. Rồi tương tự fa fa hai nốt fa. Re re fa fa. Rồi re. Son fa thì vạch ở son, mi re vạch ở mi, mi đồ vạch ở đồ và nốt đồ một nốt đen một vạch. Tương tự hàng dưới các bạn vạch cho mình ha. Rồi xong rồi các bạn sẽ tiến hành đàn tay phải sướng âm lên và nhịp ha. Rồi mình sẽ đàn mẫu nè. Son mi son son mi son son mi la son son mi fa fa re re fa fa re son fa mi re mi do do son son mi son son mi la son mi fa fa re re fa fa re son fa mi re mi do do. Đó, các bạn ở nhà tập tay phải thật nhiều ha, các bạn chú ý ngón tay ha. Trong bài ngón tay bây giờ ngón số 4 chuyển lên đàn nốt son. Đó, từ bây giờ từ bài này về sau thì các bạn sẽ bắt đầu tập chuyển ngón. Nó không chỉ đàn đồ re mi fa son nữa đâu mà nó sẽ đàn la si do re mi lên trên đài nữa ha. Những nốt cao hơn thì các bạn sẽ tập chuyển ngón. Khi bắt đầu chuyển ngón thì các bạn sẽ cảm thấy bị bỡ ngỡ và hơi bị khó khăn khi tập, nên các bạn sẽ phải cố gắng nha. Cố gắng tập, một lần không được thì tập 10 lần ha. Một ngày không được thì các bạn tập 2-3 ngày. Đó, không có gì là khó khăn cả, các bạn phải cố gắng lên ha. Từ từ bài sẽ khó lên và sẽ nhiều bài cái tiết tấu nó khó hơn. Rồi bây giờ tập với hợp âm tay trái ghép vô. Son mi son son mi son son mi la son son mi fa fa re re fa fa re son fa mi re mi do do son mi son mi la son mi fa fa re re fa fa re son fa mi re mi do do. Đó, ở nhà các bạn tập nhé, tập thật nhiều, khi nào đều giống như là mình hướng dẫn như vậy ha. Mình hướng dẫn thì mình chỉ đàn một lần thôi, còn các bạn ở nhà các bạn bắt buộc phải tập đi tập lại thật nhiều, thật đều thì các bạn mới vô nhạc. Rồi các bạn mở nhạc điệu disco ha. Nhạc disco thì nó thuộc thể loại nhạc đan ha, nên các bạn nào mà đàn xịn đó thì các bạn mở cái nút lên ha, có chữ đan nè, đó nó thuộc thể loại này, thì các bạn tìm và chọn điệu disco ở trong đó, rồi cũng mở với tempo chậm ha, vừa nhịp với các bạn, rồi các bạn tập tăng dần đến tempo khoảng 120 như trong bài mình đã ghi mẫu. Về âm thanh, về tiếng thì các bạn có thể chọn bất kỳ tiếng nào các bạn cảm thấy nghe phù hợp với mình nhé. Rồi mời các bạn lắng nghe bài đàn mẫu ha.